Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Năm 2015, trong bối cảnh vô cùng khó khăn do sự suy giảm giá dầu tới mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, nhưng PVN chủ động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như hoàn thành gia tăng trữ lượng dầu khí trước 2 tháng với 40,5 triệu tấn dầu quy đổi, tổng sản lượng khai thác quy dầu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, đạt 29,42 triệu tấn dầu quy đổi. Tổng doanh thu toàn tập đoàn cả năm đạt trên 560.000 tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch năm. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2016, tập đoàn sẽ bám sát diễn biến giá dầu để chỉ đạo và có các giải pháp kịp thời ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương và Tập đoàn đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015, gồm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Vietro Petro, cờ thi đua của Chính phủ cho 13 đơn vị, cờ thi đua của Bộ Công Thương cho 39 ban đơn vị.